bắt cá lóc à. Trời ơi, cá lóc to không ha. Cái này là cái rộng của người ta bán, người ta để cá. Dạ, em xin chào buổi sáng quý cô chú anh chị và các bạn nha. Em chúc quý cô chú anh chị các bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Thì buổi sáng ngày hôm nay em đang có mặt tại Cù Lao Diên, chợ mới của tỉnh An Giang. Tại đây thì có cái chợ Tấn Lợi. Thì trong video hôm nay em sẽ quay cái cảnh chợ quê thôi quý cô chú, chợ Tấn Lợi. Đây là quang cảnh ở phía trước chợ Tấn Lợi nè. Thì trên Cù Lao Diên đó thì có ba xã: xã Tấn Mỹ, xã Bình Phước Xuân, xã Mỹ Hẹp. Em có quay hai cái video chợ Mỹ Hẹp và chợ Bình Phước Xuân rồi. Thì cô chú anh chị nào chưa có xem đó thì mình bấm kênh Long Xuyên TV chợ Bình Phước Xuân và chợ Mỹ Hẹp đó. Chợ Tấn Lợi này theo em thấy, em quan sát thấy cũng khá là rộng luôn quý cô chú. Đây là cái quang cảnh phía trước nhà lồng chợ Tấn Lợi nè. Thì cũng như cái những cái chợ quê miền Tây khác thôi. Thì phía trước này là có cái bãi gửi xe. Đây cũng có bác xe bán bánh mì nè. Ồ, cô mua bánh mì gì ạ? Bánh mì tráng. Trời, bánh mì thấy dài quá ha. Cái này thì 5.000 ổn. Dạ, bánh mì chan nước ha. Dạ, có bán bánh mì chan nước luôn. Để dưa chua với chan nước xíu mại ha cô. Chan nước đó. Chan nước. Phía bên đây là cái khu vực mà ăn sáng của chợ Tấn Lợi nè quý cô chú. Dạ. Bên đây là khu vực ăn sáng nè, rồi đi dài dài vô là khu vực mà bán rau cải của chợ Tấn Lợi. Phía trong nhà lồng thì người ta bán tạp hóa và đồ xài. Rồi bây giờ em sẽ đi vào bên trong nhà lồng chợ Tấn Lợi. Thì quý cô chú anh chị nào chưa bấm đăng ký kênh đó, có thể bấm đăng ký kênh, tặng cho em một like, để lại bình luận cũng như là chia sẻ video này để khích lệ tinh thần em cái. Em cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ. Thì bữa nay cũng là ngày cuối tuần thì chợ Tấn Lợi của mình rất là sung luôn quý cô chú. Dạ chào cô. Dạ. Mình bán đồ xài gia đình thấy chắc đầy đủ nhiều quá cô. Dạ. Cái này là cô ở ngồi tại chỗ này cô bán ngày nào cũng bán hả? Ngày nào cũng bán. À. Mấy cái hàng này con tưởng đâu là thường là người ta chạy chợ chứ. Không, mỗi lần chạy chợ giờ nghứ chạy rồi. Dạ. Là mình cái tủ. À cái tủ này là của mình ha, mình dọn vô ha. Dạ. Dạ. Ồ cô bán rất là đầy đủ đồ xài. Tô rồi dĩa, chảo. Mấy cái đồ này thấy bày ra thấy đẹp quá cô. Rồi con cảm ơn nha, chúc cô bán đắt hàng nha. Đây là quang cảnh bên phía bên tay phải mình đi từ ngoài vào nè quý cô chú. Tới cái khu vực này là khu vực mà bà con bán rau cải à. Đây có bà hai bán đậu que, đậu bắp. Dạ chào bà. Dạ. Cậu. Dạ. Mấy cái đồ này là đồ vườn của mình đó hả bà? Đồ vườn đó cậu. Trời ơi, đồ vườn ha. Đầy đủ chân hay bà hai? Dạ. Dạ. Đây là vườn không à? Dạ. Bà hai bán đây lâu chưa? 2 năm rồi, trước dịch tới giờ. Trước dịch ha. Dạ. Rồi cảm ơn bà hai nha. Rồi. Chúc bà hai nhiều sức khỏe. Rồi cảm ơn. Dạ. Phía bên đây là người ta bán có cái dãy bán ăn sáng nè, bán ăn sáng. Ở đây thì chị này chỉ bán bánh kẹo thôi. Chào chị. Rồi hơi bán bánh kẹo nhiều quá ha. Đầy đủ các loại bánh kẹo nha nè. Mấy cái bánh này là người ta thường gọi là bánh gì chị? Đủ thứ chân ha. Nhiều loại lắm. Có trái cây sấy nữa. Mít sấy. Mít sấy. Lỗ tai heo. Kẹo này kẹo kia.
Ồ, có bịch kẹo dẻo nè. Chắc ra cái gỗ gì thứ. Cái này là mình dọn là nữa mình vô bọc luôn hả chị? Vô bọc. Vô bọc hết ha. Chắc chị bán chạy chợ quá. Chạy chợ đúng rồi. Dạ. Từng chợ. Từng một chợ. Là tuần này là chị bán chợ này. Ừ. Là... Một ngày một chợ. Một ngày một chợ. À. Dạ không phải một tuần, một ngày một chợ. Rồi, em cảm ơn chị nha. Ngày mới bán chợ nào? Ngày mới bán chợ bên Cao Lãnh á. Cao Lãnh hả? Ồ, đi xa quá ha. Qua bến đò Gạch Sâu. Qua bến đò Gạch Sâu rồi chạy thẳng lên hả? Thẳng qua bển, thẳng qua bển là chợ An Tây á. An Tây hả? An Tây á. An Thuận Tây ha. Đường qua Cao Lãnh. Dạ, đường qua Cao Lãnh. Đâu vòng hả? Bên phía bên đây là người ta bán ăn sáng nè. Ồ, bên đây là bán đổ bánh thọt. Ồ, mình đổ bánh thọt hả cô? Chín chưa? Trời ơi, đổ bánh thọt kìa. Nhìn hấp dẫn quá. Đó, dở ra kìa. Đó, em quay cái có bà hai lại mua hộp bánh thọt liền ha. Dạ. Một hộp bánh thọt 10.000. Kèm một bọc rau luôn ha. 10.000 là mấy cái chị? 10 cái 10.000 với bọc rau ha. Mua bánh thọt ăn sáng hả bà hai? Dạ. Thường anh bánh thọt ở đây không bà hai? Ăn hoài. Ăn hoài hả? Ngon không? Ngon ha. Trời ơi. Ồ, bên đây có chị gái bán bánh bèo. Bánh da lợn hả chị? Da lợn. Có bánh cắp phai mì nữa nè. Rồi phai lang và bánh phai mì. Mình là cái này là một bục này là của mình luôn hết rồi hả? Phần nữa hả? Bên kia là của người ta. Dạ. Rồi cảm ơn chị nha. Thôi bây giờ em đi dài vô phía bên trong luôn. Ở đây buổi sáng chủ nhật thì bà con bán đồ và đi chợ cũng rất là nhộn nhịp luôn. Dạ chào cô. Ồ, mình bán cái gì cô? Bắp hầm đậu đen, này xôi đậu đen. Dạ. Ồ, bắp hầm với đậu đen hả? Bán con một gói này đi. Mình bán có hai thứ hả cô? Dạ, hai thứ, xài bánh chuối đồ. À, xài với chuối đồ đủ đồ ha. Dạ. Có đồ vườn ha. Dạ, đồ vườn. Đồ vườn. Hai chú nhật con trai. Dạ, nhật ha. Nộp bao nhiêu hả cô? 5.000. 5.000 ha. Rồi, để con ngưng máy trả tiền cho con đó. Rồi, đi dài dài tới thì ở đây mình bán ăn sáng hả cô? Cơm tắm. Ủa giờ này hết rồi hả? Ồ trời ơi hết sớm quá ha. Ồ đây nè, quang cảnh ở bên trong nhộn nhịp quá luôn nè bà con ơi. Ở đây người ta xây cao lên những cái bục gì nè. Rồi để rau cải rồi trái cây này kia để lên đây bán rất là sạch sẽ luôn. Ồ, bên đây có các chú ngồi uống phê. Khu vực rau cải của chợ Tấn Lợi. Ủa rau đồng rau vườn không hả cô? Trời ơi nhìn thấy tươi quá luôn nè. Ồ có này có trái mít này, trái chắc trái mít này, trái mít vườn nhà mình quá. Dạ. chị gái thì gột, đang gọt đu đủ. Đu đủ đó đu đủ môi dịch hay vậy chị? Mua đu đủ bữa nay nấu canh hay gì chị? Trời ơi.
hầm giò heo là hết sảy luôn nha. Đây chị gái mua trái đu đủ về hầm giò heo. Trái đu đủ bao nhiêu chị? 6.000 hả? Ồ ôi rẻ, rẻ quá ha. Ở vườn chợ quê miền Tây. Ở đây có cô này, cô bán cái này là trái cây như sâm bổ lượng. Trái cây như sâm bổ lượng ha. Lấy em bịch này. Cái này là gói, mấy gói này gói gì chị? Sơ mặn mà cái này chưa làm. Xôi không mà. Xôi không ha. Chưa chợ rồi không có làm. Dạ. Rồi, để trả tiền. Cô bên đây thì bán chuối. Trời. Chuối này chuối già to quá cô. Cái này là của mình trồng hay vậy cô? Dạ, trồng vườn nhà vườn luôn hả? Ồ, chuối với đu đủ. Cái khu phía sau này rất là nhộn nhịp luôn quý cô chú. Thì phía bên đây là người ta bán rau cải, còn phía góc bên phía bên kia đó là người ta bán thịt với chợ cá. Đây nè, đây cô này cũng bán rau cải này. Ở đây chị gái bán thực phẩm chay. Đây sườn non. Mình bán thực phẩm chay không hả chị? Đây các cô ngồi thấy gọn quá ha. Người phân ra ngô ngô vậy đó. Chào cô. Nay bán đỡ không cô? Bán nó ế quá. Ế hả? Rồi khóm đó khóm gì vậy cô? Này khóm cũng gì nó có dấu. Ngọt không dấu. Ngọt không dấu hả? Bán làm sao? Bán rẻ. Bán rẻ là bán làm sao á? Mua 5.000 mình vàng bán gì à? Vậy bán con 5.000 đi. Cái này nè. Khóm này là mình trồng hay là lấy cô? Của người ta trồng. Của người ta trồng hả? Ồ 5.000 mà tới 3 trái luôn hả? Dạ. Không giấu rồi. Dạ không giấu ha. Dạ. Nó ngọt lắm. Dạ. Đây nè cô. Để bán là... không sao? Không tại con mua ủng hộ cho cô thôi. Cô bán rất là đầy đủ luôn, dưa leo rồi đậu rồng. Có bông bí luôn. Con em. Đủ đủ luôn. Chợ vườn mình thấy bán rẻ quá cô ha. Dạ. Rồi chúc cô bán đắt nha. Rồi để ngưng máy trả tiền cho bà cô cái. Bên đây cô này bán khổ qua. Khổ qua bóng lưỡng hả cô? Chị. Chị gái mua bông súng hả chị? Bông súng mình chấm với cá kho lạc hay vậy? Kho mắm. Trời ơi kho mắm. Hết sảy luôn nha. Ở đây bà hai bán cù nèo. Cái đó cái bó vậy là 3.000. Bó vậy 3.000 hả? Rồi. Phía sau này có anh trai này bán rau cải nè. Trời ơi. Dạ em quay YouTube chơi. YouTube chơi kênh nào? Kênh Long Xuyên TV. Mình mở điện thoại mình nói sao? Nói cả chợ tấn lại Long Xuyên TV. Lại lên hả? Lại lên. Mà vài bữa nữa chị hả bấm. Tại em còn về dựng phim lại cái nữa. Dạ. Long Xuyên TV. Dạ. Thôi. Anh trai này bán rau cải đầy đủ chân. Má bà Trang nha. Thầy ơi. Vậy mà nuôi ba con vợ đó. Ồ vậy hả? Thầy ơi giỏi quá trời luôn rồi. Nuôi ba con vợ lắm. Đây nè. Ông bán đầy đủ hết trơn nè. Trời ơi. Rau. Rau cải rồi rau củ này kia đầy đủ hết trơn. Buổi buổi sáng hôm nay thấy chợ mình đông quá chị. Mấy ngày thường cũng vậy hay là chủ nhật mấy gì? Nhằm bữa. Nhằm bữa ha.
Thấy không, em lại quay cái có chị gái chị lại chỉ mua củ hành kìa. Bán này lời lắm, nuôi ba em vợ đó. Trời ơi, bán lời lắm hả? Trời ơi, chị gái anh nói bán anh lời lắm. Bán ngày lời nhiêu anh? Ngày lời 200 anh ơi. Trời ơi, ngày lời 200 mà bà nói ông nuôi ba con vợ lận. Là chia ra mỗi người là mấy chục á. Rồi, cảm ơn anh ơi. Rồi qua phía bên đây là cái khu vực mà bán thịt và cá của chợ Tấn Lợi. Bữa nay bán đỡ không cô? Được ha, ngồi đếm tiền là con biết rồi. Dạ, cô ở đây bán thịt vịt với tôm. Đây, cái khu vực bên đây là khu vực bán thịt cá. Thì mấy cái ô trống trống này là bà con người ta bán hết rồi. Hoặc là có người ta nghỉ rồi đó. Dạ, ở đây cô bán thịt gà. Thịt gà, cánh gà, chân gà. Thịt gà, cánh gà, chân gà. Có cá này cá kia nữa hả cô? Dạ. Chị đó, chứ may bữa nay em có hả? Dạ, bữa hổm là chắc người khác rồi cô ơi. Dạ. Bữa nay chú hả? Dạ. Cô bán gì? Nè, có thịt nè. Bò hả? Ờ. Ờ, giờ này cũng còn ít ha. Bữa nay cũng còn ít. Bữa nay chủ nhật bán đỡ hả cô? Ăn cũng được. Dạ. Chợ mình thành lập lâu chưa cô? Lâu lắm rồi. Lâu lắm hả? Mà cái chợ này sung lúc này mà tại bữa nay nó nghỉ trơn đó. Dạ, bữa nay nghỉ bớt ha. Ừ, nó sung dữ lắm. Sung lắm không? Buổi sáng con vô con thấy chợ sung lắm. Đông dạ. Lắm. Chắc này trễ rồi nè, người ta về hết đó. Dạ, cô bán đây lâu chưa? Lâu rồi. Lâu hả? Bao? Bán hồi chợ ở dưới đất năm mà. Khoảng bao nhiêu năm rồi? Khoảng cũng lâu lắm rồi. Mấy chục năm không? Không, chừng 10 năm trở lại. 5 năm, 10 năm trở lại hả? Trời ơi. Rồi thịt bò. Vậy là mới chú mới đi quay lần đầu không? Dạ dạ, con mới quay cảnh chợ Tấn Lợi mình lần đầu. Chứ hôm bữa thì có cô gái. Dạ dạ. Rồi cảm ơn cô nha. Chúc cô bán chút xíu nữa hết thịt bò nha. Này bán đầy đủ các loại cá chân nè. Cá linh cái này to to à hả cô ha? Cá linh cái này bự rồi. À, cái này là 1 ký cá linh vậy nhiêu vậy? 1 ký 50. 1 ký 50 ngàn ha. Lúc đầu mùa nước lũ thì hơi mắc ha. Dạ. 200 mấy 300 mấy ngàn ký hả bà? Giờ rẻ rồi. Bây giờ rẻ rồi. Ồ, cô bên đây là bán có ít tôm gì hả cô? Hết rồi hả? Giờ gom lại còn ít chơi. Gom lại vậy là bữa nay bán im rồi ha. Mấy cá này cá gì cô? Cá bóng với cá lồng bên. Cá bóng, cá lồng bơn. Quay cho hàng nạch đó nghe kìa. Nó bưng ăn quay đó. Trời ơi. Con bán gì hả? Nó bán cá gì vậy? Nó mua đồ ăn sáng hả? Trời ơi, ăn gì mà thấy ngon quá vậy anh trai? Bún mịt xào hả? Trời ơi nè. Thì sao không có rau chân ông? Có ăn rau đâu. Rau dưa leo vô. Không ăn. Trai rất là dễ thương. Con tên gì? Em tên Phạm Huỳnh Long Nhật. Phạm Huỳnh Long Nhật. Trời ơi, tên đẹp quá. Mấy tuổi rồi? Dạ 10 tuổi. Học lớp mấy con? Dạ học lớp 4. Học lớp 4 hả? Học trường gì? Trường tiểu học A Tấn Mỹ. Cái gì? Trường tiểu học A Tấn Mỹ. Tiểu học A Tấn Mỹ. Trời ơi, trai là trai lanh quá. Học là hồi nãy nó học lớp mấy? Có lãnh thưởng không? Lớp 3 có lãnh thưởng không? Có. Có à? Trời ơi. Rồi, cảm ơn nha. Trai, đẹp trai dễ thương. Cái khu bên đây là cũng có bà con bán ở dưới đây nè, chợ Chùm Hổm. Sẽ đi qua phía bên đây và đi ra thẳng ra ngoài trước chợ lại luôn quý cô chú ơi. Phía bên đây người ta bán tạp hóa nè. Bán tạp hóa mà trưng bày thế. Dạ đăng lên YouTube cô ơi. Dạ cái này của mình bán hả cô? Trời ơi, thấy cô bộ trưng bày thấy đẹp quá cô. Dạ, nhìn rất là đẹp luôn. Tạp hóa đầy đủ mặt hàng hết trơn. Xà bông gội đầu, đường, bột ngọt. Rồi mì này kia đầy đủ hả cô? Dạ. Dạ đăng lên YouTube thì cả thế giới coi được luôn mà.
nước ngoài luôn. Đang chơi vậy ha. À, đăng lên cũng như là cái cho bà con gần xa đó có thể xem được cái cảnh chợ quê Tấn Lợi của cù Lao Diên mình. Yeah. Cô bán đây lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi hả? Dạ. 20 năm hả? Rồi. Vậy là rất là lâu rồi. Dạ. Lâu rồi, trên 20 năm. Trên 20 năm luôn hả? Rồi, cảm ơn cô nha. Chúc cô bán đắt nha. Dạ. Bên đây thì bà Hai bán gạo. Ồ, gạo rồi. Cái này là cám hả bà Hai? À, cám. Gạo cám nếp. Gạo cám nếp. Ồ, đầy đủ chưa ha? Đóng cái tủ gì bắt cái đàn trên đây thấy gọn quá hai. Dạ. Trong này hơi tối. Dạ, trong này hơi tối hơn ngoài kia ha. Rồi, cảm ơn nha. Chúc cho bà Hai bán đất nha. Rồi, cảm ơn. Thì đi một vòng đó là mình ra ngoài phía trước của đầu chợ lại luôn. Thì phía bên đây người ta cũng có bán ăn sáng nè. Mà bây giờ cũng hết rồi, dọn lai rai rồi nè. Mình bán cái gì vậy cô? Bánh tầm nước dừa cơ. Dạ. Bánh tầm nước cốt dừa. À, bánh tầm nước cốt dừa ha. Đây nè. Thao bánh tầm. Gà hết hả cô? Dạ, còn mà đếm tiền lai rai chuẩn bị về ha. Dạ. Em đã đi một vòng ra phía trước trở lại rồi. Thì video của em cũng xin kết thúc tại đây. Em chúc quý cô chú anh chị và các bạn xem video vui vẻ.